Không chỉ có búp bê và các tạo hình liên quan, ở đây còn trưng bày rất nhiều cuốn sách đặc biệt, đủ để bạn phải cảm thấy choáng ngợp. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật liên quan đến Pinocchio, như cuốn sách mô phỏng về Pinocchio 100 tuổi, cuốn sách về Pinocchio nhỏ nhất trên thế giới, và những bài quảng cáo đầu tiên trên thế giới được sáng tác vào năm 1932, tất cả chúng đều được trưng bày tại một chỗ. Cô ơi, nhìn vào đây tôi cảm nhận như cổ của Pinocchio đang bị treo trên cây bằng một sợi dây vậy. Đúng vậy, nếu bạn đọc bản nguyên tác của truyện sẽ biết rằng có đoạn Pinocchio bị treo lên cây và chết. Đây thực sự là cảnh tượng rất sốc và đầy bi thảm. Lúc đó, Pinocchio gặp con mèo và con cáo định cướp những đồng tiền vàng của mình. Khi không cướp được, chúng đã treo cổ Pinocchio lên cây. Bản nguyên tác này cũng được đăng tải trên các báo. Khi được đăng tải lên báo, câu chuyện kết thúc bằng việc Pinocchio treo cổ lên cây và chết. Thế nhưng, các khán giả nhí không chấp nhận điều đó và yêu cầu tác giả hãy tiếp tục câu chuyện và để Pinocchio sống lại. Sau này, nhân vật cô tiên xanh xuất hiện và làm cho Pinocchio đã chết được sống trở lại. Câu chuyện mà chúng ta thường đọc và thường được nghe kể là phần tiếp theo sau khi sống lại của Pinocchio. Đây cũng có thể là một khởi đầu đầy kỳ ảo và hứng thú. Vâng, như các bạn thấy đấy, ở nơi đây chúng ta còn được nghe về nội dung nguyên tác và những phát hiện thú vị của tác phẩm. Một cậu bé người gỗ Pinocchio vượt qua nghịch cảnh và cuối cùng trở thành một người tốt. Chắc chắn rằng mọi người sẽ vẫn luôn yêu mến những câu chuyện của người thợ mộc Geppetto. Một người vẫn luôn yêu thương Pinocchio thật lòng, dù cậu bé chỉ là một búp bê bằng gỗ, phải không ạ? Ngoài ra, khu bảo tàng này cũng chuẩn bị cho người tham quan những trải nghiệm để tiếp xúc trực tiếp với búp bê Pinocchio. Thưa cô, bây giờ mình đang ở tầng 2 rồi ạ. Tôi thấy ở đây có rất nhiều đồ dùng và dụng cụ. Nơi này là nơi nào vậy? Tầng 2 là không gian để các em học sinh có thể tham gia trải nghiệm. Chúng ta có thể trực tiếp làm và trang trí búp bê Pinocchio bằng gỗ hoặc mô hình Pinocchio cử động tạo ra từ giấy bìa. Ở đây, chúng tôi sẽ phát cho mỗi em hai mô hình Pinocchio bằng gỗ để các em có thể trực tiếp trang trí và tạo ra búp bê theo ý của riêng mình, sau đó có thể mang chúng về nhà. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức hoạt động làm mô hình Pinocchio cử động bằng giấy để các em học sinh có thể hiểu được tại sao Pinocchio bị biến đổi thành con lừa và giải thích cho các em về cử động cơ thể của mô hình Pinocchio bằng giấy này. Bên cạnh đó, câu chuyện về Pinocchio cũng được tái hiện một tuần 3 lần dựa trên nguyên tác trước đó. Dĩ nhiên, đây không chỉ đơn thuần là chương trình đọc sách kể chuyện cho các em nghe, mà là một buổi diễn kịch làm sống lại các nhân vật trong chuyện. Như các bạn thấy đấy, ở đây cũng trưng bày rất nhiều bức tượng điêu khắc, một số chúng được treo lên như những bức tranh giải trí. Các bạn hãy tranh thủ kỳ nghỉ của mình để đến thăm bảo tàng và tận tay được trang trí, cũng như tạo ra một Pinocchio của riêng mình nhé. Tôi hy vọng khi đến đây, các bạn sẽ có trải nghiệm nhiều hoạt động, cũng như được biết thêm nhiều hơn về câu chuyện khác của Pinocchio. Nếu các bạn muốn lưu lại kỷ niệm về Pinocchio, thì một món đồ lưu niệm nhỏ như này sẽ thế nào? Đập ngay vào mắt tôi là một cửa hàng mỹ thuật đang trưng bày rất nhiều đồ lưu niệm, búp bê và các nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhỏ nhắn và đáng yêu, như níu kéo bước chân của tôi, làm tôi muốn dừng lại ngắm nhìn một chút. Bảo tàng Pinocchio sẽ giúp các bạn thoát khỏi chiếc bàn học mà các bạn đã ngồi trong thời gian dài để đắm chìm vào thế giới tuổi thơ. Khoảng thời gian tìm hiểu về Pinocchio cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, phải không? Ở nơi đây, ngoài Pinocchio, các bạn còn có thể bắt gặp những người bạn trong câu chuyện cổ tích khác. Đây không phải là một điểm thú vị vào mùa đông sao? Thưa cô, ở đây tôi nhìn thấy rất nhiều gấu bông, truyện tranh cổ tích và rất nhiều đồ lưu niệm khác. Vậy đây là nơi nào thế ạ?
Đây là cửa hàng mỹ thuật được công ty mẹ của chúng tôi mở ra, trưng bày rất nhiều mô hình Pinocchio và các sản phẩm liên quan đến câu chuyện về chú gấu Paddington. Cửa hàng cũng trưng bày và bán các búp bê hình con rối và nhiều lưu niệm khác. Rất nhiều đồ chơi khác nữa. Khi đến đây, các bạn còn có thể gặp được nhân vật Pinocchio thông qua màn hình 3D. Đồng thời, cũng có thể trải nghiệm làm búp bê Pinocchio bằng gỗ và được ngắm nhìn nhiều loại hình búp bê Pinocchio khác nhau của từng quốc gia. Nếu có cơ hội, hãy ghé thăm nơi đây và cùng ôn lại.